Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì Tài đang có mặt trong một nhà hàng, một làn nướng rất là đẹp cả nhà. Hiện tại thì người ta đang trang trí nè, trang trí đèn và Noel rất là đẹp nha. Wow, Merry Christmas nè cả nhà, and Happy New Year. Bên đây có gấu bông ha, bên đây có máy gấp gấu bông đây, khá là đẹp. Wow, chỗ này có ông già Noel nữa cả nhà. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa, có cây thông, có cây thông nè, có ông già Noel nè. Rồi cô chú anh chị mình đợi một xíu nha, em không phải đi ăn đâu cả nhà, không có tiền vô đây đâu, mà vô đây một tham dự của có người mời, có người mời mình vô đây ha cả nhà. Wow. Ở đây là những cái tiểu cảnh là đẹp quá ha. Wow. Wow, trang trí Noel đẹp quá cả nhà. Đây là bàn tiệc ha. Wow, khá là đẹp. Đây là quầy lễ tân. Trang trí hình là như cái tuyết, có tuyết gì cả nhà. Sao mà đẹp dữ không biết ha. Trang trí ông già Noel đồ tuyết đồ quá nhiều luôn cả nhà. Khá là đẹp ha. Ở đây là ở Tô Hiến Thành. Đây quá trời nhạc luôn, không biết có bị gì không đây. Đây là những cái bàn. Wow, tiểu cảnh này cả nhà. Đó là đẹp. Vậy là mình đi lối này cả nhà ơi. Nhạc quá trời luôn, hy vọng là không có bị dính nhạc ha. Mấy ủa đi đường này anh. Đó, anh dắt vô đó. Sao mà đẹp dữ ta? Sao trang trí gì mà đẹp dữ à? Wow, đèn này cả nhà. Quá trời đèn luôn. À, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đây. Tới nơi mình tham gia tham dự rồi cả nhà. Cho cô chú anh chị mình nhìn một cái tấm hình là cô chú anh chị mình có thể đoán ra ha. Đây. Cả nhà thấy giống ai không? Giống nghệ sĩ Minh Phụng không cả nhà? Nghệ sĩ cải lương Minh Phụng á. Đó. Rất là đẹp. Ở đây có rất là nhiều sảnh này cả nhà, rất là nhiều phòng. Rất là nhiều sảnh và nhiều phòng để cho mình có thể đặt phòng. Coi sảnh nào. Merry Christmas. Tháng 12 sắp tới rồi cả nhà. Quá đẹp luôn. Rồi. Thôi nha. 1 2 3. Ok. Quá đẹp chú Tám ơi. Quá đẹp luôn. Ở đây cô chú anh chị ơi. Đây đây là khách mời có buổi tiệc hôm nay. Đây của chú anh chị rất là đẹp nha. Đây là chú Tám, em của nghệ sĩ Minh Phụng. Dạ, giống đúng mặt luôn. Hồi hôm bữa thì em có đi gặp chú ở ngoài, em cứ nhìn lầm thôi. Dạ chào, dạ chào cô.
chào cô. Dạ em chúc vợ. Đây bà xã của chú Tám nha cả nhà. À, nếu mà nói về lịch sử á thì là Tiến Sương là trùm về heo. Coi như là đại đại lý phân phối còn thành phố Tiến Sương về heo. Thịt heo. Nghe đẹp quá ta. Ở đây được. Dạ, anh với chị chụp với em tắm đi. Vô luôn đi, cho đủ bốn người. Sương. Bây giờ đúng rồi, Tiến Sương. Nghe lời Thương. Ngoan anh Thương. Rồi quay lại xe đi. Chủ yếu là hai đứa thôi, đúng không? Được rồi. Quay chụp anh đấm như vậy anh đấm rồi. Đây là nghệ sĩ Viễn Sơn nha. Dạ. Gạo cội đó. Dạ. Nhìn em nha, 1, 2, 3 nè, tươi nè. Rồi anh nói ơi. Lắm. Quên em bôi nè, quên em bôi nè. À, làm cho anh cho em bôi rồi, đi rồi, đây, 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 đây. Nghệ sĩ của cải lương đoàn Trường Vũ Trang. Đó rồi anh. Nhà hát Trường Vũ Trang. Mình đâu. Em ruột á, cầm lại mấy lời giới thiệu là ba em trai đây. Dạ. Chị 18. Em của chú Tám ha. Thì em ruột. Em gì anh? Em ruột. Em ruột. Em ruột. Thì chị Quê Tâm là cũng có làm thiện nguyện rất là nhiều. Có gì thì em đi về nguyện với chị ha.
đây có số điện thoại rồi chừng nào mà chị đi đây là nghệ sĩ Kim Cương. Dạ. Nãy giờ tưởng nhỏ đâu không, tính xu luôn á. Đây là nghệ sĩ Kim Cương nha. Xin lỗi chị ơi. Đi qua à. Đây, đi cứ đó. Đó, nhỏ đây. Đây đây rồi. Ôi, ơi, con ơi, nãy giờ. Chắc chắn luôn đây con. 2 1 2 3 4 nha. Chim làm. Đây là vợ của nghệ sĩ Thanh Sang nha. Dạ cô. Hồi tối bên đó. Có dịp mới gặp thôi. Dạ dạ đúng rồi. Mặc áo bông dữ ra hồi tối bên. Cái đi vô. Em bên cảm nha. Rồi vô. Em, cho chị xin cái tiếng đi. Đây là em Hữu nha, cũng là em ruột của anh Tâm Hơn. Hôm nay là anh Tâm Hơn mời còn em ruột. Em ruột không à? Từ bản chụp rồi, từ bản trước em. Điện dập luôn rồi đó. Rồi, chơi chị khác nha. Rồi, tư hà, một, hai, ba, quá đẹp. Rồi, cô chính vô. Một, hai, ba, đẹp à. Yeah. Bảy. Em cảm ơn chị nha. Bảy. Các nghệ sĩ. Rồi rồi rồi. Bên bà xã Vũ Ngang cái cái. Đây. Đây là toàn là nghệ sĩ không phải nhạc cô Phụng Nhung nè. Các chánh của đoàn Sài Gòn 1 nha. Nghệ sĩ Minh Tiến. Mình cũng không có sợ cái này rồi, không có nghe. Minh Tiến không lao không gì đó. Không lao. Dạ bỏ vô đây giùm em. Không có thiếu. Có cái bao này là có bao lại. Dạ. Em ngồi đây em ngọt lắm. Dạ. Em nè. Ok. Thiên ngọt. Rồi anh em cảm ơn. Anh cũng hay lên. Rồi ok. Tôi nha. Anh rất hay lên mộ ha. Rồi đẹp rồi. Thấy được không? Ai được? Có bắn tiền bắn bi gì không anh? Thôi cho hai anh em ta một cái thôi. À bắn tên mà. Tên nha. Xe à. Ok. Xe anh ơi, xe. Rồi. Thôi không lên xe đâu. Anh ca sĩ Vương Lâm đó nha. Xe đi anh. Chị giới thiệu đi, anh là ai chị? Chị không biết nữa, chị không biết. Cho mình tự giới thiệu đi ha. Thiên Long. Thiên Long. Dạ. Ca sĩ Thiên Long. Trời ơi, cái thằng Quy nè. Bởi vì ông tờ anh ta. Sáng năm ăn ngày tháng. Nhiều nghĩa nè. Hai chị em có ngồi đứng nhau rồi đứng ngay. Mấy em ơi, đây là em. Nghệ sĩ Tiết. Dạ. Nghệ sĩ Tiết Mai. Rồi, chị biết đó. Đây là đồng công chánh. Đây là nghệ sĩ Chí Hải. Dạ chào chú. Đây là thủ tục nha. Anh ký tên rất là đẹp cho anh xin tuyệt kỹ. Đây là chị Linh, chị Kiều Linh, nghệ sĩ chị Linh vợ của anh Chí Hải. Chào các bạn. Dạ. Chào chú. Dạ. Dạ. Không khỏe không? Dạ tôi khỏe. Dạ các bạn.
chú giống giống chú à. Phượng Loan. Đây là nghệ sĩ Phượng Loan. Dạ, dạ, dạ. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Dạ. Rồi, anh em nha, 1 2 3 cười nha. 1 2 3 rồi, cho em gặp 2 2 2 lên chị nha. Rồi, 1 2 3 cười à. Yeah. Em được là phải cao chút. Rồi, vô. 1 2 ok, rồi. Đứng luôn. Chắc luôn. Chắc luôn. Rồi nhìn em nè, tập trung. Cười nha. Rồi. Tăng giàu rất là vui. Thì đó anh nhớ mà nó chở anh hai nặng quá. Bởi vì nó mới rớt xuống biển. Thấy không? Nếu mà anh hai mà chở lên vàng ít á thì nó có lọt xuống biển. Nếu mà cái tướng anh là nếu anh chở thằng Dũng Nhí thì nó sẽ đúng rồi. Tướng Dũng Nhí là Dũng Nhí là không bị rớt tại cái tướng của anh nó béo quá. Bởi vậy là Dũng Nhí nó vừa thấp. Thấy không? Mà nó vừa nó giác không nổi vàng nữa. Bởi vậy thành ra nó giác ít, thành ra con quạ nó không bao giờ rớt xuống biển. Bữa đó anh lựa lập chặt con quạ đó nếu con quạ đực nó mới rớt. Con quạ cái không bao giờ nó rớt. Vậy là anh vậy. Đủ được con quạ đực. Nó mưa anh. Nó mới lắc thì lọt xuống biển. Nó nói cái này không ai hệ của cuối hả? À không ai hệ của cuối hả? Anh đi vậy? Dạ anh. Ôi dạ, chị ngồi trong rồi.
tuổi cao người cao tuổi nó vậy đó, xe giờ là hết đặt lên đăng kiểm nha, nó không có còn bảo hành chạy từ sửa là từ đúng rồi, nói chung là bây giờ phải xăng nhớt rồi phải phút bình rồi phải vô vô dầu vô mỡ rồi đúng là rồi. Thường xuyên 60 năm cuộc đời mà anh sáu mươi năm rồi hơn 60 năm rồi. Ồ, mấy cái hình mà đi đọc cai cuộc đời tao mày lương tâm tầm mẹ bà bố mẹ mày đẹp không bữa nào biết đó. Ờ, bữa nào anh mắng qua cho vậy hả? Ồ, dễ anh chứ. Anh còn giữ phải không? Trời ơi, anh chú Hùng nè, Thanh Thanh Tâm á, Tâm nè, mày nè, rồi con gì MC á, Phương Thảo hả? Phương Thảo. Ừ, MC Phương Thảo nè, một bầy luôn là đứng ngay cổng Lào Cai bên kia Trung Quốc với mình nè. Đẹp rồi. Mà thằng nào nó nhỏ xíu tao cũng còn trẻ luôn. Vậy nè. Bây giờ dừng. Cửa thành Tấn nè. Dạ anh chào chú. Thành Tấn coi chừng. Chưa. Anh Năm. Đại diện mà đại ca. Sao anh đại ca. Làm xuống đi ớt ngon nhắc uống nhiều. Dê pháp giả đi. Nghĩa ra anh Năm với lại anh Tấn cầm tay đi cả. Ba ba. Vô đi. Em vô luôn đi. Vô luôn đi. Vô vô chụp với lại 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 vô luôn. Rồi, nhìn em nè, tập trung nè. Lại nhìn ơi. Em lủng lại là anh xíu. Chính cái tay của em rồi. 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 Rồi, anh em đẹp. Rồi, anh Năm nhìn em luôn, một ngày ba tươi nha, ba ăn cơm tắm đi. Rồi, một ngày ba. Rồi, xuống. Rồi, đẹp luôn. Rồi, nhìn nước nè, anh Năm ơi, một ngày ba, chưa nha, ba còn. Tươi nè. Không có tên, không có
buồn hơn. Không biết tên nữa. Dừng thanh tuấn nha. Đây là anh trên đầu nè. Chỉ đè luôn, anh luôn đi. Chỉ đè luôn, tại vì anh chủ sĩ anh. Đó. Ai vậy? Tôi mà tôi bao quán à. Đi giờ đi giờ. Đó. Ủa thì có mỗi tiền không? Thôi mỗi tiền không? Tay anh Năm. Thôi bỏ trước thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Thôi cứ để vô đi. Không thôi lấy đâu. Thôi đi.